Hello các bạn, bây giờ mình đang đứng tại đập Đắk Rông. Bạn thấy năm nay hạn hán nó đã làm cho đập xuống cỡ này các bạn. Đó. Hồi trước là lên tới qua cái đồi nhỏ này các bạn. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó đã xuống gọi là gần cạn nước các bạn. Như các bạn thấy này, xung quanh mình là những con đập ngày xưa là nó dâng tới trên cao các bạn. Bây giờ mình sẽ đi review cho mọi người xem năm nay hạn hán nó đến sớm các bạn. Giờ nước nó cạn hết. Tới bây giờ thì nó cũng là nước cũng chưa không có nước để mà bà con tưới cà phê. Các bạn năm nay thì hạn hán rất là dài. Bình thường thì đến mùa này thì tháng 5 là trời đã mưa. Nhưng mà bây giờ thì trời đã chưa làm một con mưa nào hết các bạn. Chưa thấy một hạt mưa nào để mà xuống để bà con vui. Giờ như chúng ta thấy thì con đập năm nay nó xuống gần đáy luôn các bạn. Gần giống như sát đáy của đập. Ở đây nó có thường nó có đúng rồi, chính xác là nó có là bốn nguồn nước. Một nguồn bên này, hai nguồn bên đây. Và bốn nguồn nước nhưng mà vẫn không đủ để mà nước dâng lên. Tại vì năm nay mưa rất là muộn. Năm nay theo dự báo thời tiết thì nó sẽ gần như là tầm tháng 6 nó mới mưa các bạn. Đó. Hôm nay là mình đi review một phần để mình ghi lại những khoảng khắc, những cái gì mà nó xảy ra năm nay để sau, mấy năm sau để mình lưu lại nhé các bạn nhé. Đất này giống như đang buồn. Đất đang buồn nhưng không có nước hả? Cái mặt đi tắm đi. Tắm không? Bây giờ mình xuống tận đó mình quay cho các bạn xem nhé. Ủa này trời, như nó bị lún hay sao á? Ở đây nó bị nứt hết các bạn nhá. Nhìn nó nứt. À, nứt nẻ hết rồi. Trước ở đây là nó sẽ mình vô đây á nó sẽ cao hơn mình nhé các bạn. Đúng là hạn hán thật. Rồi lún không bắt. Các bạn xem nếu mà cách đây tầm 2-3 tháng á là nó sẽ dâng cao tới bên kia các bạn. Bây giờ mình đã xuống gần đáy của đập rồi nha. À, camera qua đây. Bây giờ mình tranh thủ mùa này. Mình tranh thủ mình đi quay để mà mình đứng được chỗ này nhé. Còn mai mốt thì nước dâng lên tầm tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì chắc cũng có nước dâng lên rồi. Tại vì khu này là một phần là mùa này là người ta xả để người ta bắt cá. Một phần là nó cũng hạn hán rất là dài. Cho nên là nước cạn các bạn. Đây các bạn xem nước này. Cái chỗ mà ngày xưa là cái chỗ này là cá hay bơi. Đến bây giờ thì là cá lại chạy trốn xuống kia. Giờ mình sẽ đi với các bạn một tí rồi nhá, là tí mình sẽ về. Bây giờ cũng gần 5 giờ hơn rồi, mình cũng về có việc nhà tí. Ngày xưa thì ớt mà vào được như này thì đúng bài. Bây giờ nó chỉ bằng này thôi. Thôi đi về đi ớt, đi về thôi.
Bây giờ trước khi về thì mình sẽ đi review cho các bạn một vòng nhé. Các bạn thấy chiếc xe cày rất đẹp. Bây giờ trước khi về mình sẽ review cho các bạn một cái máy mà bà con cố gắng kéo để mà tưới cà nha các bạn. Tại vì nó sâu quá. Đây. Đây là các bà con kéo máy xuống đây luôn các bạn. Bình thường là bà con để trên kia. Đấy. Đây cạn tới đây luôn. Là tháo máy như này luôn. Bây giờ mình sẽ về và chơi. Ở dưới kia người ta bắt cá kìa. Người ta bắt cá kìa.